Như ơi. Ơ không à? Thôi bảo là xuống. Thấy nhà bác hết củi rồi này. Rõ là không có củi đốt đâu bạn. Bạn ngắn bác lên bếp nhưng mà thu hoạch được đều mày. Mình thử dậy đi tìm Tuấn xem nào. Hay là đi. À đâu không có người. Chán thật, nhớ Mạnh nhớ Bo. Ôi, cái này là cái gì con? Bây giờ sao nó hiện đại? Xong hết chưa cháu? Ờ, xong rồi đây. Như ở nhà cũng vậy thôi. Ra ngoài ngon lắm bác ha. Cá lên
cá này cá ngon lắm, cá đặc sản. Đặc sản, đặc sản ăn thấy được không? 7.000 á? Vâng. Lấy 30.000 thôi. Lấy chỉ lấy 30.000. Vàng đấy thì chỉ vàng đấy thì lấy cả cân 18.000 một cân, 18.000 một cân. Lấy cá lục đấy ngon lắm. Cháu nói đây là lục xuân. Không nên mà ngon là phải ăn thử. Vâng. Lần sau anh làm cả ngon từ sau mới biết. Đảm bảo luôn. Bắt có qua thì cho nó quang, cổng ngõ nó phần nhé. Gọn gàng. Cổng lắm đọc cũng thủng qua. Về nhà, bắt qua đi cho nó quang quá cái cổng, nó phần nhé đi. Thằng ơi, Thằng ơi, có dậy dậy chưa? Có dậy chưa? Chắc là Hằng dậy đi thu hoạch rồi. Không có ai ở nhà. Mình thử dậy đi tìm Tuấn xem nào. Hay là đi học đi thu hoạch cùng Hằng rồi. Ơi, Tuấn, có nhà không? Có ơi, Tuấn ơi. Chắc đi thu hoạch cùng Hằng rồi. Không ở nhà. Mình mua bánh nhiều này về cho Tuấn ấy, Hằng mà các cháu đi thu hoạch rồi sao ấy. Không biết là chúng nó đi đâu, mình mua bánh với cá nhiều này mà bọn hai đứa đi đâu. Ở đâu không có người ở nhà, nó bụi bặm quá, bẩn thỉu quá. Chợ về không thấy đâu rồi. Mình ăn nào, phần cho hai đứa. Buộc gọn vào cất phần cho Tuấn với Hằng. Chéo cắt đây phần hai đứa. Giá mà có hai đứa cháu ở nhà ăn của mình thì nó vui. Mình ăn nó buồn lắm, chán lắm. Lần trước tôi về đây ghé thăm con, tình xưa bàn cố gặp nhau mới đấy, mưa rơi tất cả về ấm môi. Mình ngồi đây, mình ngồi ôm lại những phút giây trôi qua mất rồi. Mình đã làm ngon lắm, ngọt. Về nhà thấy buồn chán thật, nhớ Mạnh, nhớ Bo quá, nhớ Hồng. Thôi bây giờ đi dọn dẹp cái sân cái nhà cho nó sạch sẽ gọn gàng đã. Nhà cửa lâu không ở, cỏ mọc nhiều quá, rậm rạp. Thank you.
có mọc tận bếp. Tuấn hàng nó đi đâu mà bây giờ chưa thấy về lâu thế nhỉ? Rồi nó đi luôn.
quả mưa to thật. Vâng, con về rồi. Ừ, thế. Hôm nay con đi mua được cái này quá. À, mua được cái bóng điện này. Đây, đây biết bố biết cái gì không? Đây là bóng. Đây, bố này. Cái này là cái gì con? À, đây con mua cái này là cái đèn năng lượng mặt trời. À. Đấy là khi mà mất điện các thứ là mình nhà mình có đèn để dùng á. Vâng, mấy này nhiều khi anh Bo nhà mình đi xuống dưới kia là trời tối con muốn lắp ở cái cổng cái kiểu. Ừ. Đấy không là tối đi là ngã. Ừ. Giờ, bây giờ sao nó hiện đại thế nhỉ? Vâng. Bây giờ lại không cần cắm điện mà cũng có điện sáng nhỉ? Vâng, cái này là người ta bảo là nó hấp thu năng lượng mặt trời này bố này, xong rồi nó chuyển thành năng lượng điện ánh sáng. Vâng. Sáng ở đây. Đấy, hai cái này kết nối vào nhau cắm này. À. Đấy. Ừ. Con đây. Đây cái này thì chắc là sáng lắm con nhỉ? Vâng. Bằng bóng điện đây này, 500 này. Ừ. 500. Thôi thì lúc nào trời nó nắng nó khô thì con đem ra lúc nào nó nắng ráo thôi. Này là đã phải lắp chỗ thoáng này để lấy nó ánh sáng mặt trời này bữa này.
Vâng. Cháu đi đâu về? Ui cháu đi có công việc về mà. Đây ngồi chơi. Vâng. Em Như không có nhà mà. Như đi lên chỗ Huyền ốm mất đã về đâu. Như hôm nay không có nhà. Vâng. Thôi bảo là xuống chơi thăm em này. Để thăm bác. Thế dạo này bác có khỏe không? Bác cũng hơn nó giờ dạo người hơi yếu nhưng mà nó cũng không gọi là ốm mấy. Vâng, đấy cháu bảo xuống thăm bác với em. À, nhà xuống gì? Vâng. Bác tưởng đi đâu rồi? Cháu cũng ở nhà dọn dẹp, nấu nướng các thứ thì xuống thăm bác. Xong nhà rồi cũng rảnh nhỉ? Vâng. Ông Mạnh khỏe không? Vâng, bố con khỏe. Nhiều lúc bác muốn lên thăm ông với lại cháu nhưng mà nó cứ bị cái việc nọ, nó sợ việc kia. Vâng. Con gà, con qué rồi là không lên được. Giờ bác với em cũng thế, thân hai phụ nữ như thế thì có. Rồi bác yếu này thì có việc gì không thì để cháu giúp cho. Bác cũng không có cái việc gì nó đáng cả. Thế nhưng là thôi cháu về trên đi. Cái việc ở đây bác có thể cố được không? Chỉ còn cái đi mệt nhọc thôi, không có việc gì. Phải đến việc lớn, việc to nặng đến nhờ các cháu. Chắc ngồi đi chơi bác vào xem có quả gì gọt bác cháu không nhăn. Ừ. Có hoa quả gì không? Ừ. Em như trang trí đẹp nhỉ bác nhỉ? Con gái mà nó thấy, cháu thấy bác. Nhà bác hết củi rồi này. Thế này đun kiểu gì?
không tranh thủ cho đi lấy. Cháu không nói vẫn quên mất. Nó hết mấy hôm nay rồi nhưng mà chân mắc đau không đi được. Thế thôi, bây giờ cháu rảnh tranh thủ cho lấy ù cho một tí là được mà. Ừ thế tốt quá, cháu lên cháu giúp bác mấy cái. Thế cháu lên. Trời sắp mưa rồi. Vâng. Thế không nói bác cũng nhớ gì đến đâu. Thôi lấy cho một lúc không à. Lúc mà mưa gió không có củi đốt đâu bạn. Ừ cháu giúp bác tí nhá. May quá không nhỉ. Thành niên nó nhanh thế, lấy nhanh may quá không nó chả có củi thì đun nó mưa xuống chết. Và bây giờ cháu cắt ngắn cho đun cho dễ bạn. Ừ cái này là khó đun lắm, cắt ngắn các bác ơi. Bếp nó ngắn. Vâng, mấy lần con xuống nấu ăn đến như con biết rồi. Ngồi ghế này con ơi, cái này mà ngồi ấy cho nó thoải mái này. Vâng, không ngồi đây rất là khó. Vâng, cháu xin giúp bác ạ. Bố cháu cũng bảo là thi thoảng phải xuống đây giúp ấy. Vì hai mẹ con nhiều khi có những cái không làm được. Hồi này cháu đi làm công việc có thuận lợi không? Vâng, cháu vẫn đi thu hoạch đều mà bác. À thế à? Vâng. À, chừng giờ cái nghề của mình thế là mình phải tranh thủ. Ừ, hồi này bác thấy nó mưa, trời mưa nhiều. Nó phải cẩn thận, cháu đi cua này nó đẹp này. Là bác nhiều khi con như nó cũng vội chứ. Nó để vào cái dài cái ngắn cứ thế là đấy rồi. Này hồi này thu hoạch có lắm rau quả không? Vâng, con vẫn đi lấy đều ấy. Cứ đi xong là tìm vườn nào mà con thu hoạch cho con nhảy mà con mua ra chợ con bán kiếm lời. Ừ. Được cái thu hoạch đều mày có duyên bán hàng. Vâng. Cháu cũng duyên bán hàng nhanh nhẹn. Vâng. Kiểu họ mua họ quen họ thích ấy. Vâng. Chứ còn không có duyên bán hàng khó lắm, chán. Cháu đi chợ là các bà chợ các bà quen mặt rồi nghe chưa?
nó nhanh các bạn nhiều nhanh được cái lọc đi chợ tôi thấy mình. Nhà bác này như đi thu hoạch nó cũng bán cũng được đó, lấy đi bán hàng cũng nhanh. Chẳng có hôm một về muộn thì bác lại lo mất rồi. Vâng, lo con đi. Gái mà. Ừ. Trời sinh cháu mới như một cặp và phải. Thôi hai đứa cố gắng tiến đến với nhau đi. Biết để cho lên xe trước. Chân nó bập bập này thích lắm anh. Mặt sắt một tí là mưa đấy. Cưa xong rồi chắc mấy hôm nữa mưa cũng không lo rồi bác ạ. Ừ thì cháu uống chén nước đã. À vâng. Thì bác cháu... cảm ơn nhá. Xin may quá vài hôm nữa nó mưa không có củi. Vâng. Cháu nhàng tí là xong mà. Đấy. Xin nhá, cảm ơn bác. Uống nước đi. Đấy vào trong nhà ngồi uống nó đàng hoàng hơn mà cháu lại vội. Bác có cần cháu giúp gì nữa không? Thôi không làm việc bác thầy giúp bác thế là quá tốt rồi. Vâng. Không thì lúc nào rảnh cháu lại xuống cháu hộ. Ừ. Lúc nào dành cho hộ bác em như như nhà bác thì nó cũng yếu đuối, nó tham lam làm nhưng mà nó cũng không được bằng ấy. Có cháu may, có cháu mà mạnh khỏe thì được đỡ với bác. Vâng. Cháu cũng gần đây mà. Ừ. Nên đấy, thoảng cháu qua cháu hộ được gì cháu hộ. Thế sao cháu ở đây ăn cơm bác hôm nay cho vui. Nhá. Thế là thế để cho nấu cơm cho. Ừ bác dúng xong mà để cho nó. Đây vẫn còn rau các thứ này để cháu nấu cho. Ừ. Bác dúng bếp rồi. Rau củ quả. Hôm nay em xem là nấu ra. Cái này ăn sống được ấy. Ừ, con nấu nào ăn thế. Lâu lắm rồi, có ăn đến đâu, nó như ở nhà nhớ. Món nộm cho bác. Ừ. Tay nghề nó làm nộm được ấy. Hôm nọ ăn bữa giờ thấy ngon rồi.
vào đây bố Mạnh có khỏe không, làm gì? Bố con khỏe bác. Con ở nhà chăm sóc trang trại các thứ, lấy củi đấy kia. Bác muốn được chơi nhưng mà nó lên cái dốc, mỗi lần lên cái dốc vẻ phá ốm. Rất hơi cao. Nhưng vẫn thấy nhớ. Vâng. Nhưng mà không lên được phải chịu. Thế là lắm. Ở nhà chắc là bố con cũng nấu cơm rồi. Ừ. Hôm nay con ăn cơm với bác một buổi. Hôm nay có đi thu hoạch không? Mấy hôm nay có đi làm rồi. Con vẫn thu hoạch ạ. À. Vâng. Cũng không? Cứ hay thu quán nó cất đi, lúc vừa làm đấy nó lại không có. Vâng. Mỗi cái này thôi có gì nữa không nhỉ không ơi? Cho ít súp, cho vừa miệng là được. Thế này. Lu đói chứ Lu. Rau ở đây rau sạch đấy nhỉ, nhìn nó non lắm. Nốt cái sốt này nữa là xong rồi đấy. Ừ, cũng 3-4 món ăn rồi.
không có như ở nhà. Đấy, cái này nó xong rồi đây bác ơi. Ừ, đây xong bác sắp ghế ra rồi để ăn. Sắp ghế ra rồi. Xong hết chưa Ngọc? Ờ, xong rồi bác. Có mình ngồi ăn cơm thôi. Bác đi ăn cơm đi bác này. Ừ, đi, đi, đi. Được rồi, ăn cơm đi Hồng ơi. Vâng, vâng. Bác ngồi xuống đi. Ăn cơm đi. Được, ăn cơm thì ăn cơm đi. Bắn như cũng buồn hay bác nhỉ? Ừ. À giờ nó về, nó về khi nào thì ban tự nhiên nhá. Vâng. Ban tự nhiên không có gì trở ngại rồi. Như ở nhà cũng vậy thôi. Không thấy bác nhưng mà mình buồn như này mà lại cứ bác. Bác buồn một mình nấu xong mà lúc thì ăn được, lúc thì chả ăn được ấy. Vâng. Bác ăn thử món nộm rồi bác. Ừ, món nộm xem là nhiều không? Ngon đó. Thì con ở trên đấy bố mẹ ông ấy hay trêu ở mày nấu này hay là đi mở nhà hàng. Ra ngoài ngon lắm bác ha. Ừ. Ngon mà nhìn nó là... Đây là chấm nước sốt này nè. Đấy. Nhìn nó sạch sẽ. Em như... như thấy bảo em với bạn nói chuyện với bạn nhà nó bỏ những khắp đề chút bà ta cũng không bỏ nói rồi uống nhiều ăn con cũng ăn tự nhiên ăn nhiều rồi. Con cũng đi chơi không có như nó vắng nhà cũng buồn. Bác ở mình vẫn cứ buồn ạ. Các em sắp về rồi, chấm sắp về dạng này, nó thấy nhắn rồi rồi. Bác ăn nhiều bác? Ừ. Bác những cái rau sống này, mấy cái ấy, nó mẩm nhĩ này ngon. Bác lên bác bỏ cả bố cháu xuống. Đúng rồi, lên nhà xuống lên nhà mình tập trung ăn bữa. Bố cháu thích chúng tôi lắm. Nhưng mà nó bận. Vui lắm các bạn. Ừ. Giờ nó bảo là ăn rất nhiều cái hàng như kia.